chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Phòng Thống Family Cuộc Sống Hàn Quốc. Và bây giờ Thấm đã đến chợ chưa chúng tôi và cả nhà. Và bây giờ Thấm đã chuẩn bị bắt đầu ăn trưa. Và bây giờ Thấm xin mời cả nhà cùng Thấm vào ăn trưa nhé. Để Thấm hôm nay xem Thấm ăn gì và để giới thiệu với mọi người nhé. Và bây giờ trước khi ấy thì mọi người hãy xem Phòng Thống này đây. Gracias.
đặt ở lại trên tô này giống như là cái tập này ở trong đó vậy đó. Thank you.